bãi biển cát rất là đẹp, thì có một nhà đầu tư nào người ta chọn, người ta đang xây dựng, mình nghĩ chắc là Sun Gold hoặc là khu phức hợp gì đó đang xây dựng ầm ầm ở dưới, thấy cũng đáng buồn. Chỗ nào đẹp thì biến thành Sun Gold resort hết rồi. Đi trên đường bị công an dịch nè. Anh em đang chuẩn bị lên hành lý để làm một chuyến ra miền Trung. Còn gì nữa không? Đem dép rồi thôi nha, khả năng là lên rừng xuống biển luôn đó. Cái lên. À mấy cái giỏng có chưa nha? Anh em bây giờ đang trên đường thực hiện một hành trình đi ra lại miền Trung thôi. Để coi ngoài đó có gì hấp dẫn không. Đi rừng, đi biển, coi đi được cái nào thuận lợi thì đi, tùy theo tình hình từng khu vực. Em dừng lại nghỉ ngơi hút thuốc tí. Chỗ này vườn cao su đẹp lắm. Kia đường nó trồng nguyên một hàng bông vàng đẹp quá nha. Cái loại bông này mình thấy dưới miền Tây nhiều lắm nè. Ở miền Tây là chuyên trồng bông này nè. Nó kêu mai vàng gì đó, đúng không? Cái tên đó không này. Cây này bông này nó nở. Nở quanh năm á. Chỗ này hai bên luôn, hai bên đường vàng rực đẹp quá. Wow. Bây giờ vẫn còn địa phận Đồng Nai đúng không? Đâu là tới Phan Thiết đúng không? Đâu là tới Phan Thiết đúng không? Bây giờ là 4:30 rồi thì mới vừa tới địa phận Long Khánh đây, thuộc Đồng Nai. Đường xá chán quá, đi từ hồi trưa đến giờ. Hồi mình đi 1:30 2 giờ gì đúng không? 2 tiếng rưỡi đồng hồ đây mà mới chạy được đâu có bao nhiêu đâu. Đường xá chán thật. Bây giờ là 7 giờ rồi, anh em là ghé vào trong thành phố Phan Thiết để ăn tối xong rồi chạy đường dọc bãi biển, chạy ra hướng Phan Rang. Có bán không? Nó có thể bán gì đâu. Quán mì Hạnh Phúc ở Phan Thiết đây. Nghe nói là bán 70 năm rồi, hơn 70 năm rồi. Anh em vô ăn thử coi sao. Địa chỉ là 30 Ngô Sĩ Liêm, thành phố Phan Thiết. Quán mì Hạnh Phúc. Này Hoành Thánh nè, Hoành Thánh mì xương đúng không? Thử miếng nước này ngon không? Ngon. Thử miếng nước này biết liền. Con này ăn ngắn hơn cái con nhỏ nhỏ. Nhỏ nhỏ ngon hơn. Ăn ớn quá. Ở đây cái nước nấu cũng không ngon lắm.
anh em mới vừa ăn xong ba tô mì hành thánh á, tổng thiệt hại là 145 ngàn, 135 chứ, là 45 ngàn một tô đó. Sau khi ăn tối ở thành phố Phan Thiết rồi thì mình chạy từ Phan Thiết đi dọc theo bãi biển, đường bãi biển để ra Phan Rang. Mà đúng là chiều của mình, chiều đi như của mình chỉ có đúng một chiếc xe mình luôn, chạy mấy chục cây số rồi đây, không có một chiếc xe nào đi cùng hết. Vắng tâm vắng teo luôn. Tìm được không? Trăng đẹp quá. Mà quay vô chỉ thấy một đốm đỏ thôi. Anh em đang đi trên đường bị công an dịch nè. Anh em chạy quá tốc độ. Vừa phải chỗ nè. Đường nó ra biển đây. Bây giờ là 10:20 mà vắng lặng. Tỉnh nhỏ thì vốn nó đã đi ngủ sớm rồi, mà thêm dịch Covid này nữa thì vắng lắm. Rồi, tối nay anh em ở khách sạn Minh Quang ở đường 16 tháng 4, 3 giường cũng được nè. Giá là 400 đúng không? Đó, rộng rãi. Đây có nước suối, có cà phê luôn à. Trà miễn phí à, ngon rồi. 400 kêu là nếu mà không dịch đó là 550 hả? Ừ, được rồi. Vậy là chuẩn rồi. Có mini bar nè. Có trà, có nước suối miễn phí. Không mà rộng nhỉ. Phòng này rộng ghê nhá. Đúng không? Rộng rãi. Ừ, rã trang điểm rồi ngon lành đấy. Nhà tắm rồi cũng sạch sẽ nè, đẹp quá đây chứ, ngon lành. Đúng rồi, phòng này rộng hơn phòng bên kia. Bữa trước mình ở bên Hoàng Dũng đúng không? Phòng này rộng, tính ra rẻ đó. Tủ quần áo làm gì mà rộng dữ trời. Vô nó nằm được luôn mà. To chà bá lửa. Rồi, tối anh em ở khách sạn này đây. Minh Quang. Vịnh Vĩnh Hy 33 km. Thì kế hoạch là anh em giờ đi ăn sáng xong rồi sau đó sẽ đi xuống vịnh Vĩnh Hy. Vịnh này cũng khá đẹp ở Phan Rang. Sẽ đá đẹp kìa. Bên tách đá. Sẽ đang nhìn đẹp. Đó, ngày xưa nó là cát đó, nó lần lần nó thành đá. Wow, cảnh đẹp nha. Đẹp ghê à. Chỗ này đẹp quá anh em, dừng lại bay flycam tí. Quang cảnh đẹp quá. Mà trời hơi tối nha. Mưa lắc 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 lắc. Thank you.
trước khi đi vào Vịnh Văn Hy là nó có một cái vườn quốc gia núi Chúa. Mình không biết là có tham quan hay có gì được không. Đẹp nhỉ. Đây có cái bảng điểm du lịch núi Chúa vườn quốc gia nè. Có chỗ tham quan hả ta? Có cho tham quan mà. À, đây lại có cái điểm du lịch hang rái. Quẹo vô hả? Vô thử thôi. À, quẹo thử thử coi. Trên đường đi thì thấy này, điểm du lịch hang rái. À, vườn quốc gia nó nằm luôn trong này nè. Đóng cửa rồi thôi. Đang dịch đang đóng cửa rồi. Tạm ngưng hoạt động rồi. Đó, tạm ngừng tham quan rồi. Thua. Rồi, tiếp tục ra Vịnh Hy thôi. Phong cảnh đi ra Vịnh Hy này đẹp nha. Núi rừng chập trùng. Cách đây lâu lắm rồi, mười mấy năm á, gia đình mình có đi ra Vịnh Hy này một lần. Nhưng mà lúc đó là đường xá nó ghê lắm kìa, đường nhỏ. Nó ổ gà, ổ voi được không. Còn bây giờ con đường ra đây rất là đẹp, người ta đã đầu tư con đường phẳng lì. Lá đẹp như thế này đây. Đi qua những cái phong cảnh rừng núi đẹp lắm. Vậy mới là địa điểm du lịch chứ, có sự đầu tư về hạ tầng. Cua đẹp thì cái cua gấp ghê. Đây, chỗ này nè, chỗ này nè. Chỗ này bay flycam mới đẹp đấy nha. Chỗ mình mới bay flycam hồi nãy đó nè. Đấy, cua của chó đẹp lắm. Đi xe máy là chạy lên xịt khói luôn. À, quá đẹp. Làng du lịch Vịnh Hy. Ủa, tới chưa ta? Tới rồi đây, thấy để bảng đó. Hình như mình còn lên cái đèo đó nữa mà thấy đường đèo lên. Nãy chạy vòng bên trên là chạy thẳng luôn. Còn này mình quẹo vô cái làng đó, cái khu dân cư mà dưới thung lũng nè. Đẹp chưa? Đẹp mà, ở đây giờ khách sạn khách chip nó cũng đầu tư đầy đủ hết. Mình đi mười mấy năm trước bây giờ quay lại thay đổi nhỉ. Ở đây bây giờ phát triển du lịch lắm, đầu tư nhà hàng resort khách sạn là nhiều, đường xá cũng được mở rộng, đẹp, trông khá đẹp. Cái thung lũng này thấy dễ thương lắm, núi non bao bọc hết xung quanh. Từ thành phố Phan Rang mình cứ nghĩ là chạy vòng vòng xuống dưới Vịnh Hy kiếm cái gì ăn sáng mà thật sự không thấy ai bán gì hết luôn. Chỉ có mấy chỗ bán bánh mì thôi. Rồi xong rồi đó, không thấy bán gì luôn. Đúng là không có khách du lịch, rồi với lại dân ở đây người ta cũng ít đi ăn sáng hay sao. Tìm chỗ ăn sáng là thua luôn, sáng nay nhịn luôn, ba anh em nhịn. Bình Tiên. Bèo phải. Lên trên này nhìn toàn cảnh cái vịnh này, nhỏ nhỏ dưới này với ngôi làng đẹp lắm.
trên vách núi treo leo đẹp ghê. Và trời ở trên kia hay thiệt, cái chứ nó chỉ có bốn chân mà nó leo kìa. Trời đứng chốc vót ở trên. Ờ leo hai thật cái chứ. Đó nè. Quá hay luôn. Trời ơi chạy phi luôn. Đúng là du lịch phải đầu tư vậy chứ. Ở trên mấy cái chỗ mà cái view đẹp nữa này, người ta làm những chỗ lồi ra để đậu xe, để mà du khách người ta dừng lại, người ta chụp hình, quay phim gì đấy. Đúng bà đấy. Chỗ này cái cảnh phải nó quá đẹp. Đầu tư du lịch phải vậy. Có những cái view này quá đẹp luôn. Thôi bò đi lang thang giữa đường. Phải nói là Phan Rang người ta chịu đầu tư đó. Đầu tư để làm một cái con đường mà đi ra Vịnh Văn Hy, bãi biển Bình Tiên này, là đi xẻ mấy cái quả núi này, dốc cua quẹo ngoằn ngoèo, đầu tư rất là tốn kém. Nhưng mà muốn phát triển du lịch thì phải vậy. Cái đường xá hạ tầng mà không có thì rất là khó. Người ta đầu tư khá tốt đây. Đó. Ồ, đẹp quá, đi mấy con đường tuyệt vời luôn. Đi cung đường này chỗ nào thấy cũng đẹp hết. Đây đẹp hơn Phan Thiết nhiều. Đẹp hơn Phan Thiết nhiều luôn á. Chính xác. Núi cảnh đẹp. Có đồi có núi. Cái con kìa. Trời ơi, mấy cái đường đẹp chưa? Chút nữa mình sẽ đi đường này. Chỗ này bay flycam là đúng đẹp luôn. Mình đánh giá rất cao cái Phan Rang người ta đầu tư về du lịch nè. Đó, đầu tư không những bỏ tiền làm con đường mà thỉnh thoảng những cái view đẹp người ta làm những cái vòng cung lồi ra như thế này để cho du khách dừng lại chụp hình. Hồi nãy giờ mấy chỗ rồi, mình rất thích cái kiểu này. Đấy mới là cái cách để mà làm du lịch. Đẹp quá, phải nói cảnh chỗ này Phan Rang mình nghĩ là đẹp hơn Phan Thiết rất nhiều. Ôi, nhìn ở dưới đã nha, đứng lên cao nhìn dưới phê thầy cái chứ. Wow, cảnh đồi núi chập trùng, biển cả mênh mông, đã lắm. Đẹp chưa? Nó cảnh núi cao mấy phủ, ở dưới là sâu biển thẳm. Nhìn cái cảnh nó rất là ngoạn mục và hùng vĩ. Quá tuyệt luôn. Nó cái phía trước mọi người thấy con đảo đó là đảo Bình Hưng, còn xa xa ra ngoài kia là đảo Bình Ba. Thì gần để coi thì có đi được không, mà tiếc một cái là hôm nay hình như là ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới cho nên mọi người thấy trời nó hơi mù mà gió cũng nhiều nữa, tiếc lắm, quang cảnh nó không được quang đãng cho lắm. Đẹp thật. Giờ anh em bay flycam tí, tại vì chỗ này đẹp lắm, view cực kỳ đẹp luôn. Thank you.
dừng lại bay flycam một tí đó. Thì nói thật với anh em chứ cái cung đường này thì rất là tuyệt vời cho những ai mà mê phong cảnh, thích phượt, rất là đẹp. Đường đèo núi mấy chục cây như thế này này, một bên núi một bên biển, cực kỳ ngoạn mục, thích lắm. Nó đi gần như là ai mà đam mê là chỗ nào cũng muốn quay phim chụp hình đó. Rất là đẹp, tuyệt vời. Cung đường đi thì cũng người ta đầu tư, người ta làm rất là ngon. Đó, một khúc là có một cái đoạn như thế này này đó, lồi ra giống như chỗ để view để cho mọi người dừng lại chụp hình. Đấy mới là cách đầu tư du lịch, mình rất là thích cách Phan Rang người ta làm đó. Mọi người thấy đi cái cung đường đã không? Một bên là vách núi, một bên là biển này. Mê ly luôn. Con đường này đầu tư cũng đã tốn kém, bởi vì phải đào núi, xẻ rừng mà. Là thứ hai nữa là sau khi mà vận hành nó rồi thì cái chi phí mà di tu cũng rất là cao, bởi vì nó rất là dễ sạt lở. Đá này thuộc dạng đá non, cho nên nếu mà mưa nhiều thì cũng dễ bị sạt lở. Cho nên có những đoạn đường nhà chức trách người ta để bảng là đoạn đường dễ sạt lở, nguy hiểm. Nhưng mà đó vào mùa mưa thôi, quá đẹp luôn. Chứ mùa khô thì khá ok. Thì mình cũng chia sẻ với mọi người là nếu mà ai mà đi bằng ô tô cá nhân á, thì muốn đi đảo Bình Ba thì không cần chạy thẳng ra Bình Ba đâu, có thể vào Phan Rang đi vòng một con đường đèo như thế này cho biết cảnh đẹp, chụp hình và cũng ra lại cái đảo chỗ bến tàu mà đi ra đảo Bình Ba. Bởi vì con đường này nó vòng xung quanh cái eo biển này, vòng quanh cái chân núi và vòng cái eo biển đi ra bãi tàu đi Bình Ba. Rất là thuận tiện, vừa ngắm cảnh được mà vừa cũng đi đến đó được, không cần phải quằn ngược lại. Hồi nãy là mình đứng từ trên đỉnh đó, mình bay flycam. Con đường thì từ trên đó, nó chạy vòng, nó uốn lượn xuống tới dưới này. Bây giờ xuống sát dưới mép biển rồi đây này, đúng không? Cái này dưới chân rồi đây này. Quá đẹp luôn không ạ? Đường này đúng là đáng giá để khám phá. Biển ở đây thì nước rất là trong sạch rồi, khỏi phải bàn. Nhưng có một điều là vì là nó sát chân núi cho nên đá hơi nhiều. Này chia sẻ với mọi người, mình nhìn xuống này, dưới là đá không. Thì mình đi cũng nhiều tỉnh, nhiều nơi rồi. Nhưng mà cái Phan Rang, cái cách làm rất là độc đáo. Những chỗ đẹp là người ta luôn luôn làm cái vòng cung lồi ra để cho du khách hoặc là những cái người đi đường người ta muốn dừng lại chụp hình quay phim, có chỗ đậu xe không nguy hiểm mà an toàn nữa. Phải không mọi người, cứ chạy một khúc là sẽ có một cái chỗ mà view để cho khách dừng chân nghỉ ngơi chụp hình. Tuyệt vời, phải nói chê vào đâu được, phải nói đáng biểu dương tỉnh Phan Rang, những người mà kiến tạo du lịch rất là phần hai. Ở đây có hòn trồng nè mọi người, không phải Nha Trang hay Định Quán mới có cái hòn đá trồng lên đâu, ở đây cũng có kìa. Nhìn cảm giác dễ rớt quá nha. Ớn thật, đẹp mê hồn. Phải nói mình đi cung đường này hài lòng. Đây cũng có một chỗ view để dừng lại chụp hình nghỉ chân nè, quá tuyệt. Mây nó phủ mù trên mấy đỉnh núi, cảnh lãng mạn hùng vĩ. Ồ, cái bãi biển đẹp nè, thằng nào cũng đang đầu tư cái công trường lớn. Cái này chắc là cái khu resort. Ồ, cỏ nó trồng khu sân golf luôn rồi ông ơi, nó làm khu sân golf rồi. Chỗ này thì đúng đẹp rồi, đầu tư lớn luôn là cái này sân golf, khu resort phức hợp vậy đây, quá dữ. Mình đi vòng cái đảo này mình thấy là như lúc nãy mình chia sẻ là đa số là đá là nhiều. Nhưng mà chỗ này vị trí bãi biển cát rất là đẹp. Thì có một nhà đầu tư nào người ta chọn, người ta đang xây dựng, mình nghĩ chắc là sân golf hoặc là khu phức hợp gì đó, đang xây dựng ầm ầm ở dưới. Thấy cũng đáng buồn, chỗ nào đẹp thì biến thành sân golf, khu resort hết rồi. Sân golf này cũng rộng bà con, hồi nãy giờ mình chạy cả buổi rồi đó, không biết bao nhiêu hecta đây. Xuống tới đây luôn, nói chung là nó lấy hết nguyên một cái eo, một cái vịnh này này. Vịnh này có bãi biển đẹp nhất, phong cảnh cũng đẹp là hấu hết rồi. Xuống tới cuối dưới kia nữa luôn lĩnh kìa, kinh không? Thấy hết mà. Xuống tới dưới dần dưới kia luôn kìa.
Ôi, cái công trình này bởi cho nên làm luôn một cái nhà máy trộn bê tông ở đây luôn, khỏi cần đặt của thằng nào luôn. Làm xong công trình này là đủ vốn luôn. Ghê thật, xuống dưới này nữa luôn. Ông ơi, mấy cây Trên số cái đồi kia nữa kìa. quất luôn cái đồi kia luôn kìa. Ở phía trước nguyên một cái dãy nhà đó mọi người, nó Đó, xây của rì nó chột luôn của đó. nó luôn á. Kinh không? Không biết cái dự án này thấy không để bản không tên không tuổi vậy nhỉ. Khiếp. Kinh không? Lên không? Lấy mấy cây số à. Cái bệnh này là đẹp nhất luôn. Dưới khu rì chột xây là nhà là nhà. Qua cái thực tế mình quay đó chia sẻ với mọi người á, bây giờ ai có tiền thì tranh thủ đi du lịch đi, nhất là đến những cái chỗ nào còn hoang sơ đẹp đẹp á, còn thưởng ngoạn được vài cái cảnh đẹp tự nhiên. Chứ một thời gian nữa là hết dịch này là mấy cái nhà đầu tư thấy chỗ nào đẹp là nó làm sân golf resort hết, thì dân mình đâu có được vào đó trừ khi có tiền đi vào đó nghỉ dưỡng. Cho nên nhanh chân lên anh em ơi, bán nhà bán cửa chơi đi. Trung tâm xúc tiến du lịch Ninh Thuận à, khu du lịch Bình Tiên nè. À quẹo xuống thử. Đúng là hình như là cái khu mà mình nói sân golf với xây dựng phức hợp ở dưới là khu Bình Tiên đây. Nào đầu tư quẹo xuống thôn Bình Tiên đây. Quẹo xuống thử coi thử. Nào đầu tư. Và phá xuống. Đang làm đường nè. Dẫn xuống cái sân golf đó. Đầu tư đường xá kinh. Xuống đây đâu có gì đâu phải không? À, đường dẫn xuống công trình của nó, nói chung là sau này của nó là thôi đi lên chứ mình chả có xuống được đâu. Đâu có gì đâu. Đẹp chứ kìa. Đẹp nha. Mấy con đá nó chồng lên nhìn nè. Thích mắt. Biển phía trước rồi đó. Này đường này là dẫn vào mấy khu bãi tắm như vậy trong. Làng văn hóa Bình Lập. Có cà phê nè, đầy đủ nè. Bình khu du lịch Bãi Tiên, Tắm Bình Châu, nhà nghỉ. Ở trong đây cũng đầy đủ hết nha. Đâu? Chỉ cứ chạy theo đường ra cuối cái nữa coi nữa, quẹo phải theo đó. Đây một cái làng nhỏ. Mình quẹo ra thử cái thôn Bình Lập này thì nó giống như một cái bán đảo vậy đó. Ra ngoài này biển nó bọc xung quanh rất là đẹp nha. Hoang sơ, cái chỗ này thực sự là hoang sơ lắm. Games Island nè. Kể đây mình cứ đi ra nữa tí. Cứ đi ra tí quay lại thôi. Đi vòng hết thử cái thôn này coi thử nó có cái gì hay không. Chỗ này đúng hoang sơ đó, thực sự mình nói nếu mà ai muốn du lịch hoang sơ ra đây. Giờ đứt tay. Đi ra không xa ghê chứ nhỉ. Chạy tí nữa là hết đường rồi, ra tới mấy cái mũi này đẹp á. Ồ, tính chỗ này hay nó nghe lạnh. Nếu mà ông nào có tiền chứ. Anh em đang dừng lại đây, đường nó còn nhưng mà chắc vô đây nó hơi nhỏ để mình lội bộ vô thử coi sao. Mình đi ra tới kia là tới biển luôn nè. Đá này mà cái miệng nó giống như hình con chim ó, đẹp không? Anh đây có cái ngã ba quẹo nè ta. Trên kia có cục đá đẹp nha. Đẹp đó, anh em tổ chức ăn nhậu nè, bây giờ đi lên núi nhậu mới ghê nè. Dơ quá. Không được rồi, này dơ quá. Cảnh quan thì đẹp mà dơ quá. Đây, quay ra.
cuối đường không có gì hết, chỉ có cái cầu cầu cá thôi, dơ lắm, ô nhiễm. Mình mới chạy vào trong cái thôn Tiên Lập này để khám phá một tí, thì trong đây thực sự đúng là còn rất là hoang sơ. Đây là một cái cụm dân cư, nó nằm ở cái bán đảo nó lò ra, thì dân ở đây chắc chủ yếu là đi đánh cá, cho nên có cái cầu cá lúc nãy mình quay rất là ô nhiễm. Còn ở đây thì nói chung là còn rất là hoang sơ, cũng có một vài chỗ du lịch rồi khách sạn, khu nghỉ dưỡng rồi này nọ, nhưng mà chắc là nhỏ nhỏ thôi, chưa có phải đầu tư lớn. Rồi thì mình kết luận lại, giới thiệu cho mọi người một cái địa điểm này cũng không phải là mới, nhưng mà cũng không không phải là cũ lắm, bởi vì cái này nó cũng còn hoang sơ. Thì đây là một cái địa điểm mà thích hợp cho những ai thích phượt bụi rồi đó, đi bạn bè rồi xuống đây, nó còn hoang sơ, nó yên tĩnh, rồi nó còn gần cái khu người ta đi đánh bắt vào, cho nên hải sản cũng khá rẻ. Nghe đâu mấy người dân địa phương người ta nói ghẹ loại một thì chỉ có 200 mấy chục ngàn một ký thôi. Anh em ai có nhu cầu đi phượt bụi thì tham khảo, mình tiện thể ghé qua tham quan một tí cho biết, như vậy để mình chia sẻ với mọi người. Cái mầm nó cây vạn tế mà trên đọt nó có giống như cái búp nha, để mà chuẩn bị ra lá ra cành tiếp. Dần ăn cơm gà ở Cam Ranh đây. Địa chỉ là 294 à. Đường là 3 tháng 4. Đó. Ôi, làm kiểu đó. Cô em bán gà nè. Hai hộp gà xí. Dễ thương không? Anh còn gà cắt cụ không? Đây là một cái mùi chiên, một cái chiên luôn. Đúng rồi, một mùi chiên. Đói bụng quá, sáng giờ chưa ăn gì luôn. Có bụng ăn ngon quá. Cơm gà ở đây nấu ăn ngon à. Thích quá, ra đây mát lạnh luôn nha. Ui, phê thật. Ra được mấy anh em bán đĩa ở đây, người ta chuẩn bị mồi xong rồi dẫn lên trên núi á. Bằng đêm mà chơi kiểu đó đó, không thích đi quá. Cái cảnh anh em sinh hoạt buổi tối ở trên rừng đây, cặp cái bờ suối, vui không? Trời ơi, tôm đã ghê ông ơi. Thôi từ từ sao bắt.